Kính thưa quý vị và các bạn, đây là cái khu vực của chợ Châu Đốc, nằm ở cái đường Chi Lăng, đi thẳng vô thì chúng ta sẽ gặp được cái ngôi chợ đó là chợ Châu Đốc. Thì chợ Châu Đốc thì thường là bán những cái đặc sản, cái đặc sản của cái vùng miền ở đây, đó là các loại mắm, các loại mắm và khô của khu vực này. Thì đây là cái hình ảnh những cái dãy phố hai bên của chợ Châu Đốc. Chợ Châu Đốc rất là nhộn nhịp thưa quý vị. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái sinh hoạt cũng như là những cái món đặc sản của cái vùng miền ở đây. Mời quý vị và các bạn cùng đi với mình nhé. Thì ai mà về du lịch về Châu Đốc, viếng miếu Bà Chúa Xứ thì thường ghé chợ Châu Đốc để mua những cái quà, những cái món đặc trưng của vùng miền để mà về làm quà cho bà con. Thì đây là cái món thưa quý vị, đây là cái món ba khía. Ba khía, ba khía Châu Đốc rất là ngon thưa quý vị. Rất là ngon. Cái này là món ba khía hả chị? Dạ, ba khía sữa. Ba khía sữa là nó còn nhỏ đó hả? Dạ. Ba khía sữa đặc sản của Bạc Liêu, Cà Mau gì đó. Mà mình căn về đây mình bán. Có nghĩa là cái này của cái vùng Bạc Liêu ha. Dạ. Gốc luôn. Cà Mau, Cà Mau. Cà Mau hả? Món Bạc Liêu là chót nữa. Món này là món đặc sản của Cà Mau. Dạ. Đó, rất là ngon thưa quý vị. Cái này là 1 kg mình bao nhiêu chị? Ký là 120. Ký 120 ngàn ha. Dạ. Thì bỏ vô keo vậy nè. Đó, bỏ vô cái keo luôn ha. Đó quý vị, quý vị có về Châu Đốc đó thì nhớ ghé mua cái món này về để làm quà cho bà con. Còn cái này là cái gì chị? Cà na. Cà na. Chị này với Tân Thảo á. Cà na. Đây là món cà na của vùng Châu Đốc đây quý vị ơi. Rất là ngon. Nè bà để trái gì nè mới đẹp. Để lên. Mình đập dẹp dẹp đẹp vậy đó. Vậy là cái ngon. Cái này mình đập ra đó hả? Đập từ trái ra. Dạ. Đập từ trái rồi mình ngâm, mình để muối vô. Dạ. Cho nó mất cái chất cát, chất chua. Vậy là cái này là cái trái của nó đây hả? Trái nguyên đó phải không? Trái mình nhào đường đó. Đó, trái nguyên nè quý vị ơi. Trái cà na đó. Nó nhìn rất là ngon ha. Đó, rất là bắt mắt. Mình quay mà mình thấy cũng muốn thèm rồi đó. Đó thì cái trái bên này là người ta đã đập ra, dập ra. Đó, đập dập ra để đó mà... là cà na đập. Đó, cà na đập. Đập muối đường. Cà na đập muối đường ha. Đó, rất là ngon. Đó, thì thường là cho chị bán ở chợ này hả chị ạ? Dạ, bán đây không ạ. À. Đó. Đó thì quý vị có về chợ Châu Đốc thì ghé ủng hộ chị ở cái gian hàng ở trước cửa chợ đó. Đó chị là chị Thảo hả? Dạ. Đó chị Thảo bán cà na ở chợ Châu Đốc. Cà na ba khía luôn. Ba khía luôn. Đó, ba khía. Rất ngon quý vị ơi. Đó, rất là ngon. Đó thì rồi em cũng cảm ơn chị nha. Dạ. Dạ, chúc chị mua may bán đắt cho chị ha. Dạ. Dạ. Đó thì mình sẽ tiếp tục mình đi tham quan cái những cái món đặc sản của vùng Tân Châu và Châu Đốc.
thì đây là bánh đây là bánh khoai mì với lại chuối chuối nướng đó, của cô đây đó, rất là ngon thưa quý vị đó, bánh khoai mì nướng và chuối nướng, đây là đậu phộng ha, đậu phộng nấu đó, rất là ngon. Thì cái khu vực chợ này bán những cái món ăn rất là đặc trưng của địa phương. Đó thì xa xa đó chúng ta cũng có thể thấy được những cái sinh hoạt đó của bà con đó, cũng bán những cái hàng xe tải đó, đặc biệt là mình thấy là cái xe lôi ở đây cũng rất là đặc biệt đó, thưa quý vị. Xe lôi à, cái này mình khám phá là cái món gì đây à, cô cho con hỏi món này món gì vậy cô? Bánh tay yến à, bánh tay yến ha. Ủa, chưa về đi chợ mà à, bánh tay yến quý vị ơi rất là ngon. Đó là cái cách thức chiên bánh tay yến này. À, rất là ngon. Đó là hình ảnh của cô bán bánh. Đó thì bên trong là cái khu vực chợ. Đó, khu vực chợ Châu Đốc. À, rất là sầm uất thưa quý vị. Đó, thì mình có thể bây giờ mình sẽ đi vào tham quan cái khu vực bên trong. Đó, khu vực bên trong chợ rất là bán rất là nhiều những hàng ăn đó, những cái món ăn. Đó, đây là cái đây là cái món thốt lốt à, thốt lốt thốt lốt của Châu Đốc của con đó. Đó, rất là ngon à, nước thốt lốt nữa, có nước thốt lốt nữa, nước và trái à, rất là ngon luôn quý vị. À, chút xíu con đảo ra à, đó, đây là những cái món đặc sản của cái vùng Châu Đốc đó, cà na với lại thốt lốt, nước thốt lốt đó, đây là thốt lốt thưa quý vị đó, bán rất là nhiều thứ như là me đó, bánh. Đó, rất là nhiều các cái loại mắm. Đó, rất là nhiều các cái loại mắm đó quý vị. Mắm Châu Đốc. Rất là đặc trưng. Cái loại mắm của Châu Đốc đó, đây là cái đặc sản đó, đặc sản à, đây là đây đó, đây là khô các thứ đó, khô nhái nè đó, rất là nhiều đặc sản đó, đây là me muối ớt đó, chị giới thiệu là me muối ớt nè. Ở này đường hả chị? Dạ đường á. Đường thốt lốt. Đó, đặc sản của vùng An Giang. Châu Đốc An Giang. Quay đi gần thôi đảo ra mua ha.
Đó, thì đây là những cái đặc sản của cái vùng miền ở An Giang, mà đặc biệt là ở Châu Đốc. Đó, rất là nhiều món ăn, rất là nhiều đặc sản. Đó, nếu quý vị có cái dịp tới du lịch tới An Giang mà về Châu Đốc đó, thì nhớ ghé vào chợ để mà mua những cái món đặc sản này để làm quà cho bà con mình ở xa. Ví dụ như mắm nè, khô nè, đó, đường nè. Rất là nhiều món để làm quà cho bà con, người thân của mình. Đó, thì mình tiếp tục mình đi tìm hiểu thêm những cái món đặc sản. Đó, đây là cô đó, cô giới thiệu đây là mà những cái món khô đây. Đó. Này cá cha hả cô? Đó, cô cá cha phòng nè. Đó. Rất là ngon. Cái này như khô cá lóc hả cô? Đó, khô cá lóc đây. Thưa quý vị. Rất là ngon. Đó, quý vị về du lịch về An Giang, nhớ ghé chợ Châu Đốc. Đó, nhớ ghé chợ Châu Đốc để mà mua những cái món đặc sản này. Có chợ cô Nguyễn Châu đó, quay cái bảng lên cho người ta thấy thương hiệu luôn. Đó, đây. Đó, quý vị ghé tiệm sạp cô Nguyễn Râu để mà ủng hộ cô ha. Đó, đây là cô cá sặc đây. Đó, cá sặc bỏi. Rất là ngon. Đó, các bạn biết được cái địa điểm này thì mà tới để ủng hộ. Đó, rất là nhiều cái loại khô. Này cá gì cô? Cá sủ ha. Cá sủ đi chân á. Ồ, cá sủ chân nè. Ồ, rất là ngon thưa quý vị. Đó, những cái này là mình về mình làm quà là coi như là rất là đặc biệt cho người thân, gia đình khi mà mình đi du lịch về cái vùng Châu Đốc. Đó. Rồi cũng cảm ơn cô rất nhiều với cô. Chúc cô mua may bán đắt ha. Đó, thì và cũng hy vọng là quý khách sẽ biết được cái địa điểm này để mà tới ủng hộ mình ha. Dạ. Đó, rất là nhiều mà món để mà làm quà biếu cho bà con mình đó. Đó, đây là những cái hàng bán mắm đó, của bà con ở chợ ở thị xã Châu Đốc. Đó, thì quý vị có thể vào để mà chọn cho mình được những cái món ăn làm quà rất là ngon. Đó. Rất là nhiều món. Đó, như là mắm bà giáo khỏe nè, cô giáo thanh. Đó, ba mắm 6 số 6, 4 số 9, rất là nhiều. Đó, mình có thể mình vào để mình lựa chọn những cái món mắm mà mình ưa thích để làm quà cho bà con nha. Đó, thì mấy cô ở đây giới thiệu hàng rất là nhiệt tình. Đó, rất là nhiều mà món mắm nè, với lại khô nè, với me. Đó, quý vị có thể đi vào chợ để chọn cho mình được những cái sản phẩm làm quà khi có dịp về Châu Đốc. Đó, cũng có đầy đủ, ví dụ tôm khô đây. Đây cũng có tôm khô. Khô cá cha phồng rất là ngon. Đó, rất là nhiều món ví dụ như me đây. Đó, me Thái, me đường. Đó, mà đặc biệt là cái món thốt lốt. Đó, món thốt lốt. Đây là những cái sạp hàng
của mấy cô ở trong chợ Châu Đốc đó. Thì nếu thấy video hữu ích thì các bạn vui lòng subscribe, đăng ký kênh, đồng thời like, chia sẻ và góp ý để mình thực hiện tốt hơn những cái video clip sau. Xin thân ái kính chào quý vị và các bạn.